Đây là cái kết quả mà cao nhất trong buổi test ngày hôm nay mà mình có thể test được với 5G tới từ Vinaphone. Thì tốc độ download có thể lên tới là 1128 megabit per second này. Còn upload thì sẽ lên là 37,2. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với, chắc là video này sẽ lên Relapse nhỉ. Hôm nay thì mình đang ở VNPT ở 6075 Đinh Tiên Hoàng. Và tại sao mình lại đưa các bạn đến đây chứ không phải trong studio của chúng mình? Thì lại đây, mình sẽ cho các bạn xem một cái này ngay ở đầu video luôn, là các bạn sẽ hiểu ngay đúng không? Speed test, go. Đó, các bạn có thấy là cái tốc độ nhảy ở trên này 7.6kb và ui dồi ôi. Rồi, thì đây, nhìn đến đoạn này các bạn nhìn cái tốc độ nó khoảng trên 600 megabit một giây. Thì các bạn đã biết rằng là đây là một chiếc máy đang cắm SIM và đang sử dụng công nghệ là 5G. Và tốc độ nó sẽ còn tăng nữa và tăng đến bây giờ cuối cùng là 759 megabit giây với cái tốc độ download. Upload thì đang là khoảng 60 megabit giây. Cái thiết bị mình đang sử dụng thì chính là Mi 10T Pro. Đây là một chiếc máy của Xiaomi mà có hỗ trợ băng tần 5G tại Việt Nam. Và hôm nay thì chúng mình đang sử dụng cái máy này là máy thương mại hóa. Các bạn lưu ý đây không phải là máy test hay là bất kỳ cái gì cả. Tuy nhiên cái SIM cũng như là những cái công nghệ này thì đang được giới hạn lại để cho các bên như là ví dụ như mình đang thử nghiệm thôi. Cho nên là các bạn cũng không thể sử dụng 5G được. Mặc dù là ngay ở đây mình có một số những cái tin gọi là tin nội bộ là ngay tại khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm đang có rất nhiều những cái trạm 5G được lắp đặt để hướng tới một cái tương lai là thương mại hóa cho người dùng. VNPT thì là đơn vị đầu tiên mà có thử nghiệm cả 5G ở cả Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Hôm trước thì mình có một số anh em cùng studio đã sang vào trong Hồ Chí Minh để test cái tốc độ của nó. Thì với tốc độ download, upload đôi khi nó nhảy lên được là trên 1000 megabit một giây cơ. Tuy nhiên ở đây thì cái tốc độ này các bạn cũng lưu ý là nó đang còn ở giai đoạn thử nghiệm này. Cái thứ hai là có rất nhiều thiết bị ở đây cùng kết nối vào một cái trạm 5G tại ngay đây. Do đó thì đôi khi là cái băng tần nó cũng sẽ bị sự kiện. Mình đang đi sự kiện các bạn ạ. Đó thì đôi khi là cái tốc độ của nó cũng bị chia ra với các cái thiết bị này. Còn hôm nay thì trong cái video rất nhanh này mình đã muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Cái trải nghiệm 5G ở Hà Nội, trung tâm Hà Nội, phố đi bộ Hoàn Kiếm nó ra sao, tốc độ nó như thế nào. Tất cả những cái này các bạn lưu ý đều đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nó sẽ còn những cái bước thương mại hóa rất là lâu dài trong tương lai. Có một điểm mình mới được phát hiện ra, đấy là chính cái chiếc iPhone 12 Pro Max mà đang dùng để quay video này thì hiện tại lại chưa hỗ trợ băng tần 5G ở Việt Nam. Cái vấn đề này không phải là nó không hỗ trợ, mà là Apple họ không hỗ trợ những cái băng tần 5G mà đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, mà họ chỉ hỗ trợ những cái băng tần 5G chính thức thôi. Do đó thì bây giờ các bạn mà mua những chiếc iPhone 5G, kể cả các bạn có được sử dụng cái SIM này, có được dùng 5G thì các bạn cũng không thể nhảy lên được những cái tốc độ như vậy. Còn với những cái chiếc máy như là Mi 10T Pro, Oppo Find X2, Nokia 8.3, Huawei P40 Pro, tất cả những cái máy mà chúng mình đã từng review mà có nhắc là có hỗ trợ 5G tại Việt Nam thì tương lai chắc chắn là sẽ có sử dụng. Còn iPhone 12 thì có thể là cái câu chuyện đó còn phải chờ thêm một thời gian. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, tất cả những cái thông tin đó sẽ được chúng mình cập nhật rất sớm trên kênh YouTube Relapse cũng như là fanpage hay là group của chúng mình ở trên Facebook. Do đó đừng quên để lại một like và một subscribe ủng hộ chúng mình trên cái cột mốc hướng tới là 400.000 subscriber nhá. Còn các bạn có muốn mình test thêm cái gì ở đây không? Ở kia là mình có một cái máy đang chuẩn bị tải Pofuti 1.9GB, thử xem là nó tải mất bao nhiêu giây. Mình đoán là với tốc độ này thì tải chắc khoảng mất 5 giây là cùng. Thì các bạn hãy thử đón xem những cái video tương lai trên Relapse nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.